chào bà con. Đây hai anh em lại đi bắt cọc trên phố núi. Lên tới thành phố rồi. Giờ là phải đi qua cả là nhiều cung đường nữa. Đây là hồ Xuân Hương nha. Biển hồ Xuân Hương. Biển hồ Xuân Hương hả? Đây gọi là biển hồ Xuân Hương hả? Biển hồ cũng khách chơi rồi, gọi hồ không thường quá. Một thành phố Kia là của hãng Kia hả?